Xin chào mọi người, hiện tại là tôi chuẩn bị là có chuyến hành trình là xung quanh bờ hồ Xuân Hương. Mình sẽ sử dụng phần mềm Strava để đo cái quãng đường đi xung quanh bờ hồ Xuân Hương và tính thời gian cũng như là bước chân. Hiện giờ tôi đang có mặt tại chợ đêm của Đà Lạt để chuẩn bị chuyến hành trình đi xung quanh bờ hồ Xuân Hương. 21:35 và mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình là bắt đầu đi từ chợ đêm Đà Lạt, từ vòng xoay chợ đêm Đà Lạt sẽ bắt đầu hành trình của mình. 21:35, không biết là mình sẽ kết thúc đến cái địa điểm này là bao nhiêu lâu nữa hả? Thì mình đã đến được quảng trường Lâm Viên, mình xuất phát từ chợ đêm Đà Lạt. Quảng trường về đêm là tối thứ bảy ngày 2 tháng 10 sau một buổi chiều thì cơn mưa rất là to, thì bây giờ là tối hết mưa thì mọi người đổ ra quảng trường rất là đông. Đường có con ngựa nữa. 40 phút đi bộ mình đã đi được 2,7 km, xuất phát từ chợ đêm Đà Lạt và hiện giờ mình đang có mặt tại vườn hoa thành phố Đà Lạt. Phía này có những chiếc xe ngựa, có xe ngựa. Sau 50 phút đi bộ hiện tại là mình đã có mặt ở đối diện phía bên này của quảng trường. Bên này bờ hồ của quảng trường ạ. Đã đi được 3,7 km. Tại là có một chú đang chèo thuyền dưới hồ Xuân Hương tạo ra một âm thanh gõ cục cục vô trong đây mà nó phiền rất là lạ. Đang có mặt tại cái bến đặc biệt của hồ Xuân Hương. Sau 1 giờ đồng hồ đi bộ thì hiện tại mình đang có mặt tại góc đường Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân và Đinh Tiên Hoàng. Còn một ít đoạn ngắn nữa thôi là mình sẽ đến chợ Đà Lạt, quay về đến đích. Sau khoảng thời gian là 1 giờ đồng hồ, mình đã đi vòng quanh hồ Xuân Hương và quay lại điểm xuất phát là chợ đêm Đà Lạt với tổng chiều dài quãng đường đi do Strava đo được là 4,92 km. Hiện tại là mình đi liên tục. Chỉ chắc nghỉ khoảng trong vòng đến 2-3 phút để chụp hình quay phim thôi.